Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bên Đồng Tháp. Thì hôm nay có một khách hàng ở Hóc Môn xuống lấy giống ở trại bên em nha bà con ơi. Em cũng chia sẻ đến bà con về cái quy trình đóng con giống của bên em. Đây là giống mẫu 1 của bên em. Thì mẫu 1 này là được dưỡng trên 14 ngày. Và với trọng lượng là 100g sẽ đạt được số con là 3.000 con. Sau khi mà bên em đã lựa giống xong thì sẽ tiến hành đếm lấy mẫu. Thì nó cũng chênh lệch với nhau cũng không có nhiều. Thì sau khi đếm lấy mẫu xong thì bên em sẽ bắt đầu cân. Thì 100g sẽ là 3.000 con giống và bên em sẽ bù thêm 20%, có nghĩa là 100g sẽ được tặng thêm 600 con. Thì ở đây là khách hàng lấy của bên em là 45.000 con, thì mỗi một thùng là 6.000 chia làm đôi, tại vì khách hàng nuôi một cái bể, mỗi một bể là thả 100g giống. Sau khi đóng xong thì sẽ vô thùng đầy đủ nha bà con ơi, ghi thông tin. Thì con giống thì bên em sẽ đảm bảo chất lượng mà con khi về thả. Cảm ơn bà con nha. Thì nếu bà con nào mà có cần về con giống hoặc trứng thì cứ liên hệ với bên em nha. Xin chào bà con.